Smartphone bị mất cắp là thủ thuật nổi bật tuần qua. Tuyệt chiêu giúp chống trộm và tìm lại smartphone nếu không may bị mất cắp. Smartphone ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, khi smartphone không chỉ là thiết bị để liên lạc hay giải trí mà còn chứa trên đó nhiều dữ liệu quan trọng, hình ảnh, video, do vậy việc smartphone bị thất lạc hay mất là điều không ai mong muốn. Lost Android là ứng dụng được ra đời để giúp phần nào dẹp đi nỗi lo lắng đó của người dùng. Lost Android là ứng dụng miễn phí cung cấp rất nhiều chức năng hữu ích khác nhau, trong đó có những chức năng để tìm lại smartphone bị mất, như xác định vị trí hiện tại của smartphone, bí mật chụp ảnh từ xa bằng camera trên smartphone để ghi lại chân dung của kẻ trộm smartphone hay theo dõi các tin nhắn đã được nhận trên gửi gần đây trên smartphone để lần ra danh tính của tên trộm. Với những chức năng mà mình cung cấp, Lost Android là một ứng dụng hữu ích để đề phòng trường hợp smartphone của bạn bị mất. Hiện Lost Android đang được đánh giá là một trong những ứng dụng chống trộm và tìm lại smartphone hiệu quả nhất hiện nay. Download ứng dụng Android Lost miễn phí tại đây hoặc tại đây. Tương thích ANDROID22 trở lên. Xem hướng dẫn chi tiết cách dùng ứng dụng đã được dân trí giới thiệu tại đây. Hướng dẫn kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt trên smartphone Android. Google đã chính thức hỗ trợ tiếng Việt cho trợ lý ảo Google Assistant của mình, cho phép người dùng có thể giao tiếp và ra lệnh bằng giọng nói cho trợ lý ảo này hoàn toàn bằng tiếng Việt. Tính năng này lập tức gây sốt tại Việt Nam khi nhiều người dùng đã có thể sử dụng giọng nói để ra lệnh cho chiếc smartphone của mình dễ dàng hơn. Trước mắt, Google cho biết Google Assistant tiếng Việt chỉ hỗ trợ smartphone Android, nhưng mẫu điện thoại chạy iOS sẽ được hỗ trợ trong thời gian ngắn sắp tới. Trợ lý Google Assistant tiếng Việt chỉ được hỗ trợ từ điện thoại Android 5.0+ phiên bản Lollipop trở lên và cũng sẽ sớm có mặt trên iPhone iOS 9.1 trở lên. Để kích hoạt tính năng này trên smartphone của mình, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn của dân trí tại đây để có thể sử dụng trợ lý ảo Google Assistant bằng giọng nói tiếng Việt. Những ứng dụng xử lý và tạo hiệu ứng video độc đáo nên có trên mọi smartphone. Bạn muốn tạo ra hiệu ứng chuyển động chậm để làm nổi bật một đoạn nào đó trên video, hoặc tạo hiệu ứng tua nhanh, quay ngược để giúp cho đoạn video trở nên độc đáo hơn. Ngày nay nhiều ứng dụng di động dành cho smartphone đã trang bị những tính năng cho phép người dùng xử lý các đoạn nội dung video không thua kém gì các phần mềm xử lý video trên máy tính. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng quay một đoạn video bằng smartphone sau đó xử lý trực tiếp trên thiết bị. Bài viết được sân trí giới thiệu tại đây sẽ cung cấp cho người dùng những ứng dụng xử lý video mạnh mẽ để biến hóa đoạn video của mình theo cách độc đáo nhất. Thủ thuật mang chức năng tắt trên mở màn hình thông minh lên smartphone. Bạn muốn smartphone tự động tắt màn hình khi cất vào túi quần hoặc lật úp xuống mặt bàn và sẽ tự động bật lên khi nào cần dùng đến, hoặc trong trường hợp nút nguồn trên smartphone bị hỏng khiến việc tắt trên mở màn hình khó khăn? Thì ứng dụng có tên gọi Gravity Screen sẽ rất hữu ích cho bạn. Gravity Screen là ứng dụng miễn phí giúp cho màn hình smartphone tự động tắt và khóa máy khi người dùng không còn cần dùng đến, chẳng hạn khi bạn đút smartphone vào túi quần hoặc lật úp xuống mặt bàn, sau đó màn hình sẽ được tự động mở trở lại nếu bạn rút smartphone ra khỏi túi hoặc lật ngược màn hình thiết bị lên khỏi mặt bàn. Với Gravity Screen, màn hình smartphone sẽ tắt trên mở mà người dùng không cần phải chạm vào nút bấm nào trên thiết bị, giúp kéo dài tuổi thọ của các nút bấm trên smartphone. Download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây. Tương thích ANDROID40 trở lên. Xem hướng dẫn cách dùng ứng dụng đã được dân trí giới thiệu tại đây. Phạm Thế Quang Huy